Sáng nay ngày 3 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ vốn và cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh bổ sung quyết định chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024, quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong cái nghị quyết này thì chúng ta thấy rằng là một tin rất là vui cho cộng đồng doanh nghiệp là được một cái sự quan tâm của nhà nước, của Hội đồng Nhân dân đến các cái hoạt động của mình. Và từ đó thì mình yên tâm hơn trong việc là nâng cao năng lực và phát triển kinh doanh để cùng hợp tác với nhau trong cái vấn đề là cùng nhau phát triển. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, mức hỗ trợ là 20 triệu đồng trên một căn. Tổng kinh phí hỗ trợ 24 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, đối với Madrak là có 86 căn. Và dĩ nhiên là đối với cái nguồn kinh phí là nó cũng chưa đảm bảo trọn vẹn được hết theo cái mong muốn nhu cầu của bà con, đặc biệt là những cái đối tượng hộ nghèo, đối tượng chính sách. Qua đó thì huyện cũng sẽ có cái phần góp phần vào để mà tăng thêm cái ngân sách của huyện để mà hỗ trợ cho các cái hộ dân để đảm bảo làm sao xây dựng được đúng cái căn nhà chuẩn theo quy định của Bộ Công an. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hoa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, chỉ đạo các sở ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị đối với Ủy ban Nhân tỉnh tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh, trọng tâm là tập trung nỗ lực cao nhất và đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy và nghị quyết 53 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với các nghị quyết liên quan đến đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh và các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khẩn trương triển khai để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri trong tỉnh về kết quả kỳ họp để cử tri tiếp cận, theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.